Bài 16. Anh em như thể tay chân. Đây là bài học thuộc lòng. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân vui vầy. Giải nghĩa, explanation. Bác mẹ hay thầy mẹ hay ba mẹ, tiếng Anh là parents, đều có nghĩa là cha mẹ. Thân là dear, có nghĩa là gần gũi, thiết tha. Hai thân, ở đây là hai thân sinh, là parents, là hai cha mẹ. Bài tập, exercise, học tiếng, vocabulary. Chân tay, bác mẹ, hai thân, hòa thuận. Đặt câu, complete the following sentences. Anh em có ... thì cha mẹ mới được vui. Anh em yêu nhau như thể ... nói ... và ... cũng nghĩa là nói cha mẹ. Câu hỏi, questions. Anh em phải yêu nhau như thế nào? Anh em không hòa thuận thì cha mẹ làm sao? Những người cùng chung bác mẹ là ai? Anh em là người xa hay gần? Anh em như thể tay chân. Chú thích, annotation. Chú thích số 1, anh em là siblings. Chú thích số 2, như thể là as if. Chú thích số 3, bài học thuộc lòng là recitation. Chú thích số 4, hòa thuận là getting along with siblings. Chú thích số 5, vui vầy là happy.